đời sông núi, anh em ta đáp đời sông núi, quyết bảo vệ gia sản, ta thề chết cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi. Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân. Do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam. Trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ. Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 22 tháng 10 năm 2017 và là buổi phát thanh lần thứ 2353 của đài Đáp Lời Sông Núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là phần bình luận. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của ông bà Phạm Đông Cát tại Westchester, California, Hoa Kỳ. Đồng thời để vinh danh cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin tóm lược với Bảo Trân và Nguyên Khải. Người dân Hà Tĩnh biểu tình đòi trả tự do cho bà Trần Thị Xuân. Sáng 21 tháng 10, khoảng 3.000 đến 4.000 người dân đã kéo đến Ủy ban xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh để tuần hành đòi trả tự do cho bà Trần Thị Xuân, là người bị bắt hôm 17 tháng 10 với tội danh hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Người dân cầm theo các biểu ngữ trả tự do cho Trần Thị Xuân vô tội. Theo báo Lệ Phải tại Hà Tĩnh, bà Xuân, 41 tuổi, bị cáo buộc là thành viên tích cực của Hội Anh Em Dân Chủ, mà họ cho là tổ chức phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Báo này viết bà đã nhận số tiền 170 triệu đồng của tổ chức khủng bố, phản động lưu vong ở nước ngoài và tham gia tổ chức các cuộc biểu tình kích động và làm các hoạt động từ thiện để lôi kéo, móc nối các đối tượng chống đối. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chị Xuân rất được người dân xã Thạch Kim biết ơn, quý mến vì chị rất năng nổ trong những công tác thiện nguyện từ đạo đến đời, giúp đỡ người nghèo, người hoạn nạn, các nạn nhân thiên tai, lũ lụt, không chỉ ở trong xứ mà còn ở khắp nơi. Bí thư đảng ủy xã Đồng Tâm bị khai trừ. Thứ Năm ngày 19 tháng 10, huyện ủy Mỹ Đức công bố quyết định khai trừ khỏi đảng bà Nguyễn Thị Lan, bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Đồng Tâm. Lý do là vì bà đã không chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên cũng như người dân trên địa bàn xã thực hiện đúng tinh thần các văn bản của cấp trên, khẳng định đất đai khu vực sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Hơn nữa, khi người dân Đồng Tâm bắt giữ 38 công an vào tháng 4 năm 2017, bà Lan đã bỏ vị trí công tác trong 3 ngày, dù bà biết rõ sự việc. Giám đốc Công an Nghệ An cho biết có hơn 150 hội nhóm phản động đang hoạt động. Chiều mùng 6 tháng 10, trong cuộc tiếp xúc với các cử tri huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hữu Cầu cũng là đại biểu Quốc hội cho biết, hiện nay có hơn 150 hội nhóm phản động đang hoạt động chống đối đảng và nhà nước, vì thế Quốc hội cần nghiên cứu soạn thảo luật về các hội để bảo đảm hiệu quả khi ban hành. Đây cũng là lý do để Đảng Cộng sản tìm cách trì hoãn luật lập hội. Trung Cộng khai mạc Đại hội Đảng thứ 19 và bầu ban lãnh đạo mới. Sáng thứ Năm ngày 18 tháng 10, Đại hội thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Cộng đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh để bầu ra bộ máy lãnh đạo chèo lái vận mệnh của quốc gia này trong vòng 5 năm tới, với sự tham dự của 2.280 đại biểu, đại diện cho khoảng 89 triệu đảng viên khắp đất nước. Đại hội này sẽ bầu ra 200 thành viên chính thức và khoảng 100 thành viên dự khuyết vào Ủy ban Trung ương Đảng, và khoảng một nửa số thành viên Ủy ban Trung ương Đảng sẽ được thay thế. Ủy ban Trung ương Đảng mới này sẽ bầu ra 25 thành viên Bộ Chính trị và 7 thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị. Suốt đại hội từ ngày 18 đến ngày 24 đều là những cuộc họp kín nhằm đưa ra những quyết sách quan trọng đối với vận mệnh của Trung Cộng trong vòng 5 năm tới. Bộ máy lãnh đạo Đảng Cộng sản khóa mới dự kiến sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 10, sau khi đã kết thúc Đại hội Đảng vào ngày 24 tháng 10.
tàu tuần duyên Nam Hàn có thể nổ súng vào tàu đánh cá lậu của Trung Cộng. Từ trước đến nay, các tàu đánh cá bất hợp pháp của Trung Cộng tại vùng biển Nam Hàn thường có phản ứng thô bạo với lực lượng chấp pháp của Nam Hàn. Nhưng cho đến nay, việc sử dụng vũ khí chỉ được luật pháp cho phép trong trường hợp các tàu lực lượng tuần duyên bị tấn công. Trước tình trạng này, Quốc hội Nam Hàn đã ra một tu chính án bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2017, cho phép lực lượng tuần duyên Nam Hàn sử dụng vũ khí để đối phó với các tàu Trung Cộng đánh cá bất hợp pháp, nếu các tàu này có vẻ sẵn sàng tấn công hoặc phản ứng ngược lại khi bị kiểm tra. Thủ tướng Tây Ban Nha ra lệnh giải thể chính quyền Catalonia. Ngày 1 tháng 10, chính quyền tại Catalonia đã tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý cho người dân Catalonia về việc ly khai khỏi Tây Ban Nha, thì có đến 90,18% đồng ý ly khai. Số người tham gia bỏ phiếu là gần 2,3 triệu, chiếm 43% số cử tri đăng ký. Nhưng cuộc trưng cầu dân ý này bị chính quyền trung ương Tây Ban Nha cho là vi hiến và bác bỏ. Thứ Bảy ngày 21 tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy ra lệnh giải thể chính quyền vùng Catalonia theo Điều 155 của Hiến pháp 1978, khiến phe đòi độc lập cho vùng Catalonia kêu gọi xuống đường phản đối. Ông Mariano Rajoy đã yêu cầu Thượng viện cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của chính quyền tại Catalonia, đồng thời siết lại các đặc quyền của Nghị viện Catalonia và chuyển giao quyền lực của chính quyền Catalonia sang cho chính quyền trung ương. Do Catalonia đã, đang và sẽ là thành phần cốt yếu của Tây Ban Nha, nên nếu cho vùng này độc lập thì sẽ gây tác động tai hại cho nền kinh tế của Tây Ban Nha. Ngày 27 tháng 10, Thượng viện sẽ bỏ phiếu để quyết định là có áp dụng các biện pháp mà Thủ tướng Mariano Rajoy yêu cầu hay không. Tổng thống Venezuela đe dọa hủy kết quả bầu cử tại 5 bang đối lập. Theo kết quả cuộc bầu cử của 23 bang tại Venezuela vào cuối tuần trước, các ứng cử viên đối lập chỉ chiến thắng tại 5 bang, nhưng thất bại trong 18 bang còn lại. Thứ Sáu 20 tháng 10 vừa qua, ông Nicolas Maduro, Tổng thống Venezuela, đe dọa sẽ hủy bỏ kết quả bầu cử tại 5 bang mà các ứng cử viên đối lập giành chiến thắng, và sẽ tổ chức bầu cử lại tại các bang có thống đốc không chịu tuyên thệ trước quốc hội lập hiến do ông Maduro dựng lên. Như vậy, sau khi phe đối lập tẩy chay buổi tuyên thệ trước quốc hội lập hiến hôm thứ Tư 18 tháng 10, họ có nguy cơ bị mất 5 bang mà họ đang kiểm soát. Tuy nhiên, phe đối lập tố cáo cuộc bầu cử có gian lận, không cho quan sát viên quốc tế giám sát, vả lại theo kết quả cuộc thăm dò trước đó thì phe đối lập sẽ chiến thắng từ 11 đến 18 bang. Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và hơn một chục quốc gia Mỹ Latin cũng đang đặt nghi vấn về kết quả bầu cử, đồng thời yêu cầu phải kiểm toán độc lập. Còn ông Maduro thì khẳng định hệ thống bầu cử Venezuela là một trong những hệ thống bảo đảm nhất thế giới. Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Hoàng Ân và Trường An sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhường lời lại cho chị Hoàng Ân. Dạ xin cảm ơn chị Mỹ Linh. Hoàng Ân xin gửi lời chào đến quý thính giả thân mến của đài và xin chào anh Trường An ạ. Trường An xin kính chào tới ngồi quý thính giả của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi và xin chào tới ngồi chị Hoàng Ân, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, chính quyền Cộng sản Việt Nam tiếp tục chiến dịch đàn áp giới bất đồng chính kiến trước khi hội nghị thượng đỉnh APEC họp ở Đà Nẵng. Điển hình là trong tuần qua, Công an Hà Tĩnh vừa bắt giam bà Trần Thị Xuân với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Anh có ghi nhận gì trước việc này thưa anh? Thưa chị và quý thính giả, được biết, bà Trân, 41 tuổi, là người tham gia tích cực vào các cuộc xuống đường phản đối nhà máy Formosa. Trong vụ thảm họa cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung trước đây, theo lệnh bắt khẩn cấp của Công an Hà Tĩnh thì bà Xuân đã có các hoạt động nhằm lật đổ chế độ. Dạ, qua đợt bắt bớ này thì nhiều nhà phân tích, bình luận chính trị, thời sự trong và ngoài nước, cũng như nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền đã đặt một câu hỏi. Tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam gia tăng bắt người trong thời gian gần đây? Thưa anh Trường An, anh có thể giải thích câu hỏi này cho quý thính giả của đài được tường tận không ạ? Thưa chị và quý thính giả, theo tôi,
thì câu hỏi này không sai, nhưng hơi thừa vì đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và trên các đảng Cộng sản trên thế giới nói chung là dùng bạo lực để cướp và giữ chính quyền mọi nơi và mọi lúc. Như chúng ta đã biết, 72 năm cầm quyền tại Việt Nam, Đảng Cộng sản đã có lúc nào không có cái mà họ gọi là bọn phản động để chụp mũ những người yêu nước nhằm đưa họ vào tù, thưa chị. Dạ thưa anh, liên quan đến việc bắt bà Xuân lần này thì các tổ chức nhân quyền trên thế giới có nhận xét hay có những hành động gì không thưa anh? Thưa chị và quý khán giả, theo phát ngôn viên của Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền là bà Lee Strobel, thì trong 6 tháng qua có ít nhất là 7 nhà tranh đấu cho nhân quyền khác đã bị bắt và đang bị truy tố. Có nhiều người đang bị giam giữ và 2 người đã bị trục xuất hoặc buộc phải lưu vong. Nhiều người khác bị hăm dọa, quấy rối và đánh đập tàn nhẫn. Trong khi đó thì Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là ASF, vào hôm thứ Ba tuyên bố là họ đang sát cánh với 9 nhóm nhân quyền quốc tế khác để mở chiến dịch kêu gọi chấm dứt việc đàn áp tự do thông tin tại Việt Nam. Trong thông cáo báo chí, ASF nêu rõ vụ bạo quyền Việt Nam bắt giam sinh viên Phan Kim Khánh 24 tuổi và sẽ mang ra xét xử vào ngày 25 tháng 10 tới đây với cáo buộc tuyên truyền chống phá chế độ. Ngoài ra còn có 2 nhà báo lệ dân là Bùi Hiếu Võ và Đào Quang Thực cũng vừa bị bắt giam với cáo buộc tương tự. Ông Daniel Basta, trưởng chi nhánh Á Châu của ASF, tuyên bố là Việt Nam đã vi phạm quyền tự do ngôn luận một cách trầm trọng khi bắt giam và truy tố những blogger nói trên. Theo ông thì việc phanh phui các vụ tham nhũng và ô nhiễm môi trường không thể bị chụp mũ là lật đổ chế độ. Và nếu bạo quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp sẽ càng khiến cho chế độ Cộng sản Việt Nam mất thêm uy tín trên trường quốc tế, kính thưa chị. Thưa anh Trường An, trong một diễn biến khác thì một bác sĩ ở Huế vào hôm 19 tháng 10 đã bị phạt vạ 5 triệu đồng Việt Nam vì đã có lời lẽ chê bai bà Bộ trưởng Y tế Trịnh Kim Tiến trên mạng Facebook. Xin anh vui lòng nhắc lại sự việc này để cho quý thính giả của đài cùng nghe ạ. Thưa chị và quý thính giả, được biết lệnh trừng phạt này do Sở Thông tin Truyền thông Huế đưa ra và người bị phạt vạ là ông Hoàng Công Truyện, một bác sĩ làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Được biết là vào hôm 14 tháng 7 trên mạng Facebook, ông Truyền khuyên là Bộ trưởng Tiến hãy từ chức vì khả năng điều hành kém cỏi, dẫn đến các vụ tai tiếng trong ngành y tế, kèm theo bản văn kêu gọi là hình ảnh mặt của bà Tiến được rồi khá lớn. Ngoài số tiền phạt vạ của Sở Thông tin, ông Truyền cũng bị Sở Y tế Thừa Thiên ra lệnh viết kiểm điểm về cái gọi là bôi nhọ uy tín giới lãnh đạo. Tôi chắc giờ này Bộ trưởng Tiến đang vui mừng vì kẻ bôi nhọ mình đã bị trừng phạt. Quyền uy của bà thật lớn, lớn hơn cả pháp luật, chẳng cần đến tòa án, chỉ một cái công văn cũng đủ định tội một con người. Dạ, thưa anh Trường An, người xưa có nói cây ngay không sợ chết đứng hay là vàng thật sợ gì lửa. Thế thì tại sao bà Bộ trưởng lại phải nhảy dựng lên như vậy khi một bác sĩ vô danh chê mình là yếu kém và khuyên mình nên nghỉ việc, thưa anh Trường An? Thưa chị và quý thính giả, theo tôi, khen chê là quyền người dân. Với lại Bộ trưởng là cán bộ, là công bộc của dân, thì việc bị dân soi cũng là chuyện bình thường, chứ có gì đâu mà lại dùng quyền lực của mình để áp đặt, trừng phạt người khác. Với lại những gì bác sĩ Hoàng Công Truyền nói là rất đúng. Cách đây 2 năm, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch tỉnh An Giang đã dùng quyền uy của mình để chỉ đạo cho cấp dưới xử phạt một cô giáo vì tội chê mình. Kênh Kiều trên Facebook vụ việc đã gây bất bình dư luận, kết quả là tỉnh An Giang phải rút lại quyết định xử phạt và xin lỗi cô giáo bị phạt, kính thưa chị. Dạ vâng. Kính thưa quý thính giả, Hoàng Ân và Trường An xin được tạm dừng buổi nói chuyện của chúng tôi tại đây. Xin kính chào tạm biệt quý vị, xin chào anh Trường An và xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới. Và một lần nữa Trường An xin kính chào tạm biệt quý thính giả của đài và xin chào tạm biệt chị Hoàng Anh. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồng máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do Tiến Văn biên soạn qua sự trình bày của Tâm Anh. Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn công an bộ đội thân mến, hôm 13 tháng 10, vụ đồng tâm lại được chính bọn cầm quyền phản động xới lên bằng lá thư kêu gọi tự thú và đầu thú nhằm vào những người nông dân thôn Hoành, những người đã hết sức
từ tâm và nhân nhượng đối với bọn cầm quyền cộng sản trong vụ rào làng, giữ đất cách đây mấy tháng. Nhưng đối với những người có kinh nghiệm sống lâu dưới chế độ cộng sản, lá thư kêu gọi tự thú và đầu thú của công an Hà Nội không chỉ là biểu hiện của sự lúng túng, bế tắc của bọn cầm quyền chóp bu trước vụ đồng tâm. Lá thư này còn thể hiện vụ đồng tâm có thể đang là một cái bẫy cho cuộc đấu đá phe phái, tranh giành quyền lực đang ngày càng khốc liệt trong nội bộ cộng sản. Theo thông tin riêng của chúng tôi, sau khi lật lọng trắng trợn về cam kết không truy tố người dân đồng tâm, trong nội bộ cầm quyền chóp bu tại Hà Nội và Trung ương đã có những đề xuất liều lĩnh, dùng lực lượng mạnh để đột nhập thôn Hoành, bắt giữ những người yếu nhân đã chủ xứa và lãnh đạo nhân dân thôn Hoành rào làng, lập chiến lũy, bắt giữ mấy chục nhân viên công lực trong suốt mấy tuần lễ của tháng 4 vừa qua. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có tên lãnh đạo nào dám đứng ra ký duyệt các kế hoạch liều mạng phi nhân này. Lẽ thường, sau khi phát lệnh khởi tố một vụ án, cơ quan chấp pháp sẽ tiến hành thực hiện lệnh bắt các đối tượng nghi can để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Và rất thường khi, các cơ quan chấp pháp của cộng sản luôn bắt giữ người trước khi làm lệnh bắt giữ, vì bọn cầm quyền cộng sản đâu cần pháp luật. Hay nói theo ngôn ngữ của bọn chúng, pháp luật chính là chúng nó, và chúng nó chính là pháp luật. Trong vụ đồng tâm, bọn chúng đã phát lệnh khởi tố, vụ án bắt giữ và chống người thi hành công vụ từ ngày 13 tháng 6, và liên tiếp gửi giấy triệu tập tới nhân dân thôn Hoành. Thế nhưng, tới nay đã hơn 4 tháng, chúng vẫn chưa bắt được ai, vì chúng đã vấp phải phản ứng phẫn nộ của dư luận quốc nội và quốc tế trước các hành vi lật lọng, bội tín của chúng và tinh thần ủng hộ, bảo vệ nhân dân đồng tâm trong khắp dư luận, trong và ngoài nước. Quan yếu hơn, sau khi phát lệnh khởi tố một cách hèn hạ và trắng trợn, thay vì chúng mong đợi người dân đồng tâm sẽ sợ hãi, phân hóa và khuất phục, chúng lại vấp phải một khí thế đoàn kết, đấu tranh nguồn ngụt dâng cao trong thôn Hoành. Tất cả mọi người dân, từ lớn tới bé, từ trẻ tới già, nam phụ lão ấu, đều đồng lòng thề, giữ đất tới chết, và sẵn sàng hy sinh, quyết chống trả bọn cướp đất. Với những phản ứng quyết liệt và máu lửa như thế, lẽ đương nhiên sẽ chẳng có một tên lãnh đạo nào dại dột đứng ra ôm lấy vụ đồng tâm. Nhưng dưới áp lực của một vài tên trong bộ chính trị, bọn lãnh đạo của Hà Nội đành phải tiếp tục viết thư để dò dẫm, rung dọa nhân dân đồng tâm, bởi bọn bộ chính trị hiểu và sợ hãi hơn rất nhiều so với bọn cấp dưới về những hậu quả của đồng tâm, nếu đồng tâm không bị dập tắt như chúng đã từng làm trong những vụ nông dân nổi dậy tại Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Nam nhiều năm trước đây. Nhưng hiện nay có ba nan giải cho bọn bộ chính trị. Thứ nhất, bọn lãnh đạo chóp bu của Cộng sản Việt Nam đã hoàn toàn không còn uy thế và uy tín đối với cấp dưới. Trong hệ thống hiện nay, một lãnh đạo cấp trung đều biết rõ, muốn được vào bộ chính trị, phải cần hai điều kiện, nhiều tiền và được Bắc Kinh ưng thuận. Riêng chức tổng bí thư, điều tiên quyết là phải được Bắc Kinh phê chuẩn. Chính vì thế, tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Việt Nam hiện nay đang vận hành theo cơ chế mạnh kẻ nào, kẻ nấy chạy. Cốt sao, vơ vét, đục khoét được nhiều nhất và hạ cánh an toàn. Thứ hai, thời đại ngày nay không thể bưng bít, dối trá nhân dân một cách tuyệt đối như trước đây. Nhân dân của ngày hôm nay đã khác xa với nhân dân cách đây 20 năm về trước. Mọi manh động của bọn cầm quyền đôi khi chỉ là hơi thái quá, cũng có thể gây ra những phản ứng hết sức khó lường từ một xã hội đã nung nấu, âm ỉ, nhiều oán hận chế độ cộng sản từ bao lâu nay. Thứ ba, một số bọn cầm quyền chóp bu biết rõ rằng
vụ đồng tâm là dấu chỉ, báo hiệu sự cầm quyền độc tài, cộng sản của bọn chúng đã tới hồi mạt vận. Nếu không chủ động cải cách chính trị theo hướng dân chủ, nhân quyền. Nhưng bọn chúng cũng biết rõ, một khi cải cách thực sự theo hướng dân chủ, nhân quyền, cũng tức phải chấp nhận, chấm dứt sự độc tôn quyền lực và chấm dứt sự cướp bóc, vơ vét. Đây là bài toán lưỡng nan vô cùng khó khăn cho những kẻ cầm quyền tham lam, và còn đặc biệt khó hơn cho bọn cầm quyền độc tài, độc đảng, đang làm chư hầu cho một ngoại bang cũng độc tài, độc đảng. Vụ đồng tâm sẽ còn tiếp diễn và có thể có những diễn biến khôn lường trong thời gian tới. Nhưng điều bất biến, anh chị em công an, an ninh và quần nhân chúng ta cần khắc cốt ghi tâm là quan nhất thời, dân vạn đại. Tâm Anh và Tiến Văn thân chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong chương trình tuần tới. Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Phát thanh về Việt Nam mỗi ngày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng trung bình AM 1503 kilo chu kỳ. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-425-585-1550. Đóng góp tài chánh được giảm trừ thuế lợi tức. Quý vị ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về PO Box 612882, San Jose, California 95161 hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Thưa quý thính giả, khua môi múa mép thì giỏi, nhưng tư duy thiếu sáng tạo và hành động thiếu hiệu năng là bản chất của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và toàn Đảng Cộng sản Việt Nam. Mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nghe phần bình luận của Lê Anh Hùng với tựa đề Kết thúc hội nghị đốt lò sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Sau một tuần làm việc, Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã kết thúc vào ngày 11 tháng 10. Đây là một trong số ít kỳ hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mà dư luận trong và ngoài nước theo dõi với một sự quan tâm đặc biệt. Điều này thật dễ hiểu khi xét đến bối cảnh của nó là tình hình khu vực và thế giới đang đứng trước những diễn biến khó lường. Chiến dịch đốt lò do Tổng Bí Trọng khởi xướng đang hứa hẹn những màn đáng chú ý, yêu cầu đổi mới đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Và dưới đây là một vài nhận định về kết quả của hội nghị. Trước hết là kết quả chống tham nhũng chẳng đi về đâu. Sau sự kiện Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam gọi là đầu thú, dẫn đến cái khoát tay hùng hồn rằng lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy của Tổng Bí Trọng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ngày 31 tháng 7, người ta có cảm tưởng như chiến dịch đốt lò do Trọng khởi xướng có thể thiêu cháy bất kỳ khúc củi nào. Nhưng trái với kỳ vọng của công chúng, khúc củi duy nhất bị tống vào lò trong dịp hội nghị chỉ là một Nguyễn Xuân Anh làng nhàng, nhân vật chính trong vụ đấu đá quyền lực cùng những tai tiếng tham nhũng ở Đà Nẵng. Đà Nẵng là một thành phố chiến lược và là trung tâm kinh tế tại miền Trung, khiến Bộ Chính trị không thể không ra tay giải quyết. Đặc biệt, những khúc củi bự như Đinh La Thăng, Nguyễn Văn Bình thì vẫn cứ bình chân như vậy, cho dù lỗi phạm của chúng sờ sờ ra đó. Những vấn nạn quan trọng khiến dư luận phẫn nộ suốt thời gian qua như Formosa Hà Tĩnh, BOT Giao thông, Vietnam Pharma, vân vân đều không hề được đá động đến, chứ đừng nói là giải quyết. Nhận định về kết quả của Hội nghị Trung ương 6 là vẫn làm ngơ trước yêu cầu đổi mới. 7 năm trước, tại Đại hội 11,
một giáo sư tiến sĩ trong ngành xây dựng đảng đã biện bạch, xin trích nguyên văn. Những vấn đề đã rõ, đã chính, đã được thực tiễn chứng minh là đúng và đã có sự thống nhất tương đối rồi thì hãy sửa. Còn những vấn đề nào chưa đủ rõ, chưa đủ chính mà thực tiễn còn đang vận động, ý kiến còn khác nhau thì xin phép chưa sửa đổi. Sửa rồi, mai kia lại vênh. Rõ ràng là thế giới quan bảo thủ cùng mở kiến thức kinh viện Mác Lê không thể giúp ngài Tổng Bí Thư làm chủ được công cuộc cải cách. Vì lẽ đó mà Trọng đã, đang và sẽ tiếp tục bám chặt vào Bắc Kinh, bám chặt đến mức độ tự biến mình thành tay sai của Trung Nam Hải, khiến tiền đồ dân tộc ngày một u ám. Nhận định thứ ba, vị thế Nguyễn Xuân Phúc đã tăng lên đáng kể. Sau khi Trần Đại Quang gọi là tái xuất giang hồ, và hầu như Quang chỉ còn sắm vai ông Phỏng trên sân khấu chính trị từ ngày 28 tháng 8, còn vị thế quyền lực của Nguyễn Xuân Phúc bỗng trở nên chông chênh bởi lúc này ông ta đã trở thành đối thủ đáng kể nhất của một Nguyễn Phú Trọng quyền uy hơn bao giờ hết, trong khi lưới gươm mang tên Quy định kiểm soát tài sản thu nhập của 1.000 cán bộ cao cấp do Bộ Chính trị ban hành ngày 23 tháng 5 vẫn lơ lửng trên đầu họ. Điều này thể hiện rõ trong bài diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khi Tổng Bí thư Trọng công khai diêm hàng đối thủ của mình rằng, xin trích, đặc biệt là cần chỉ rõ nguyên nhân vì sao một số việc chưa làm được, một số chỉ tiêu đạt thấp hoặc chưa đạt trong 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, mặc dù tình hình trong nước và quốc tế năm 2017 nhìn chung thuận lợi hơn so với năm 2016. Tuy nhiên, chỉ sau một tuần hội nghị, dường như Nguyễn Xuân Phúc không chỉ đã thoát khỏi tình cảnh chông chênh mà vị thế của Thủ tướng Phúc còn được nâng lên một tầm cao mới. Xin trích, trong 9 tháng đầu năm 2017, kinh tế, xã hội nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, tam cao nguyệt sau cao hơn tam cao nguyệt trước. Tam cao nguyệt 3 tăng 7.46%, nâng mức tăng trưởng bình quân 3 tam cao nguyệt lên 6.41%. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là bản vàng thành tích vô cùng hiếm hoi từ trước đến nay mà cung vua ghi nhận và ban tặng cho phủ chúa. Tóm lại, với những gì đã nêu trên, những ai càng kỳ vọng sẽ càng hụt hẫng với kết quả mà Hội nghị Trung ương 6 đạt được. Còn những ai tỉnh táo hiểu biết thì không có gì quá bất ngờ, bởi vì cái đảng ta xưa nay lúc nào cũng vậy, dù bối cảnh hay nguyên nhân có thể khác nhau. Suy cho cùng, vận mệnh đất nước nằm trong tay mỗi người Việt Nam chúng ta, cho dù dĩ nhiên gánh nặng trách nhiệm luôn đặt trên vai những tinh hoa của giống nòi. Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn, sinh năm 1985, bị bắt vào ngày 21 tháng 7 năm 2011 với bản án 8 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù chỉ vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai cũng vào lúc 8:30. Mọi ý kiến và thắc mắc
xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Ủng hộ tài chánh xin ghi Đáp Lời Sông Núi và gửi về địa chỉ của đài hoặc qua PayPal trong website radio đáp lời sông núi viết tắt .com. Đóng góp tài chánh được miễn trừ thuế lợi tức. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.